Rồi, em xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì đây, mọi người có thể thấy thời tiết bên em này, ở quê em này là vẫn mưa. Mưa suốt mấy ngày hôm nay luôn. Mưa cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Thì bên em mới về được một con tiếp theo. Em mới về được một con này, Hữu Toàn HG5500. Máy thì cũng siêu lướt, được bên em tuyển chọn rất là kỹ. Máy chạy động cơ Honda GX390 13 ngựa. Đấy. Máy siêu lướt luôn. Đấy, cái đầu máy này đã được anh Trường đã chốt vừa đặt cọc em. Đây. Số máy đấy ạ. Em soi lại số máy này. Honda GX390 GC AET 1711 468. Máy siêu đẹp luôn. Máy chạy củ ý 5kVA. Anh em nào cần củ phát này thì alo cho em nha. Đây, củ phát củ ý nha. Củ ý 5kVA cực chất luôn. Nha mọi người, bao zin luôn. Đây máy đây, bô máy này, này trắng tinh luôn. Đầu bò máy này, bình xăng con zin luôn nha anh em. Đây gầm máy này, máy này bên em về rồi nhưng bên em chưa vệ sinh gì. Đấy, thì sau đây em sẽ cắt cái đầu máy này giao cho anh Trường. Đây ạ, em đã quay cái số máy các thứ rồi gửi cho anh rồi. Còn lại bình xăng, khung, mặt táp lô, củ điện, bô máy, anh em nào cần thì alo cho em nha. Hàng zin theo máy luôn, cực chất luôn, siêu đẹp. Những con này thực sự là bọn em phải tuyển chọn rất là kỹ. Đấy. Cái này, cái chụp cò máy này nó trắng tinh luôn. Em có thể mở. Thì nãy thì em có chụp, em gửi cho anh Trường rồi. Cái chụp cò này em đã gửi cho anh Trường rồi, nhưng bây giờ em tiện em quay luôn, giới thiệu luôn với mọi người luôn. Hàng bên em thì bao zin và bao chất lượng, bao đẹp luôn. Mọi người mà đã dùng hàng bên em ấy thì mọi người dùng tốt thì giới thiệu giúp em nha. Đấy anh em bạn bè. Đấy, có nhu cầu về động cơ chạy vỏ lái này, chạy cắt bê tông này, hoặc là sử dụng vào một mục đích nào khác cần đến động cơ xăng 13 ngựa này. Đấy, chụp cò này siêu đẹp luôn. Đấy, em đã mở ra em chụp lại cho anh Trường xem rồi đấy. Cực đẹp luôn. Đấy. Đây công suất của máy đây. Model là HG5500. Công suất là 4kVA, max của nó là 4.4kVA. Động cơ 390 của Thái. Đây. Anh Trường có thể thấy tấm sắt tổ ong ở bên trong này. Đấy. Động cơ này em đã bán nha, còn củ phát nha. Và nhà em vừa nãy cũng mới cắt được ra cái con, đây là cụm con là máy phát điện là Hữu Toàn HG5500. Thì em đã cắt ra đây rồi. Cái động cơ thì đã được anh Toàn anh đặt cọc lấy của bên em. Đây động cơ em đã cắt ra. Đây em đã quay lại, quay cái động cơ này rồi. Nói chung là nó hơi tối một chút. Nhưng mà em đã, đây em sẽ cố gắng quay cái số máy luôn. Hơi tối một chút, mọi người thông cảm. Hơi tối một chút nên mong mọi người thông cảm để em lấy cái này. Tại vì thời tiết này nó mưa, nó trời nó hơi tối một tí. À, hơi tối, nó hơi bẩn ướt một tí, mong mọi người thông cảm nha. Đây có thể thấy giúp em cái số máy này. GCAET 1711 498 nha. Đấy số máy đây ạ. Con này nó siêu đẹp luôn. Chụp cò của nó thì cũng không thể chê vào đâu được. Em mở luôn cho anh
Anh Toàn anh xem luôn, hôm qua em đã gửi anh Toàn rồi. Nay em sẽ mở luôn cho mọi người thấy luôn. Máy nó chỉ bụi bẩn thôi. Em sẽ giới thiệu luôn, chi tiết luôn. Những cái gì mà nó khiếm khuyết của máy thì em đã báo luôn cho mọi người rồi. Cái con này á, ban đầu nó về nó là bình xăng, con của nó là bình lô, nhưng em đã phải mua cái bình zin để em thay vào cho anh Toàn, cho khách này. Đây là bình zin nha mọi người. Bình xăng con là bình zin luôn, không phải bình lô nha. Con này em mua nhưng mà em không để ý nó phải bình lô nên em đã thay rồi. Đây. Đấy, thật sự mà mọi người là cái ốc cổ xả của nó còn đen mức độ này. Đây, cho mọi người thấy luôn. Đây ạ. Ốc cổ xả nó còn đen như này. Đây, mở cái nắp chụp cò ra luôn. Đây. Máy của anh Toàn đây ạ. Nó đẹp mức độ này cơ mà. Hôm qua thì em đã chụp, em gửi cho anh Toàn rồi. Anh Toàn theo dõi giúp em nha. Đấy, mọi người theo dõi giúp em ạ. Máy bên em thì bao đẹp rồi. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Nói chung là tiền nào của đấy đây mọi người ạ. Tiền cao thì máy đẹp. Nhiều anh có nói với em là các anh mua cái động cơ Honda 390 này nó rơi khoảng mới, nó khui thùng nó khoảng 12-13 triệu. Như đấy là Honda sản xuất tại Trung Quốc nha. Bên em thì không bán cái dòng đấy, mà có bán thì giá nó cực rẻ luôn. Honda số kim. Số nó đóng ở trên lốc máy này nó là số kim này, nó không phải số khác như thế này nha mọi người. Honda Trung Quốc. Sản xuất tại Trung Quốc. Cực rẻ luôn. Mới thì nó đúng là khoảng 13 triệu. Đây là một con máy Honda 390. Em cũng cắt của máy phát điện ra này. Đây, cái khung máy đây. Khung bình xăng táp lô máy đây ạ. Zin siêu đẹp luôn. Đấy, anh em nào cần nhá. Khung bình xăng táp lô, bô máy, toàn loại hàng đẹp hết. Đây, bình xăng đây. Đấy. Khung này zin hết từ nước sơn luôn. Thì em cắt của con máy ra thì cái củ điện ý thì đã có một anh khách anh chốt anh lấy rồi. Còn cái máy này thì anh Long anh cũng lấy rồi ạ. Đây em quay qua cho mọi người xem luôn. Con máy này thì máy có đề. Củ đề đen xô nha mọi người. Nói chung là mấy con máy này về lô này thì em nhà em đều chọn rất là kỹ luôn. Hàng tuyển chọn thì cực đẹp luôn. Đây ạ. Có những vấn đề gì thì em sẽ báo luôn. Đây em đã báo anh Long là có cái vết này rồi. Cái này bị xăng nó giọt vào không sao. Quan trọng cái chất máy thôi. Và cái máy này thì em hình như em đã mở và chụp cho anh Long rồi. Đây. Cái số máy này em quay lại cái số máy cho anh. Đây, chờ em mình mở cái đèn lên. Đây. Mọi người có thể thấy cái số máy đây. Mọi người quan sát giúp em cái số máy nhá. Đây, cái số máy đấy ạ. GCAET 1544837. Honda GX390 của anh Long nha. Em mở luôn cái chụp cò cho anh Long xem. Con này thì em đã gửi cái chụp cò cho anh ấy rồi. Nhưng mà thôi tiện đây thì em mở luôn cho mọi người theo dõi là hàng bên em nó đẹp mức độ thế nào. Bao đẹp bao zin luôn. Đấy. Cực kỳ chất lượng. Dòng này thì mà các anh sử dụng thì đúng là không khác gì hàng khui thùng. Thực sự những con máy này thì bên em cũng đã phải mua đấu với người ta và chọn rất là kỹ. Chứ còn hàng mà để mua để lấy có hàng bán thì bên em rất nhiều. Nhưng bên em không nhập. Hàng là đã nhập là phải nhập chọn mà đã đẹp, phải đẹp xuất sắc. Đây. Giá rất là cao. Đây ạ. Đấy. Nó hơi tối một tí. Máy 390.
chủ cò này cực đẹp luôn. Thời tiết này nó hơi tối, mọi người thông cảm giúp em. Em phải soi đèn pin đấy. Rồi. Đây một cái củ điện 5kVA đây. Nó giống như cái củ em sắp cắt đây. Nó là 5kVA đây mọi người. Bao zin cho mọi người luôn. Củ 5kVA nha. Củ ý. Cực đẹp luôn. Đấy, cái củ này thì em đã được một anh khách ở trong Quảng Nam, anh đã chốt anh lấy, em còn mới một cái củ 5kVA đây. Cái củ này anh bảo là mang đi chế cái bích giúp anh ấy. Anh đặt hàng em rất là lâu rồi. Nay em có cái củ đẹp như này em để cho anh ấy. Rồi. Mọi người có nhu cầu về động cơ, củ phát điện, phụ tùng máy phát điện theo máy nha, thì cứ alo cho bên em theo số hotline 0966 421 739, Zalo của em. Em tên là Phương. Nhà em có hai cơ sở, một cơ sở nằm ở đường Tân Thới Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở thứ hai là nằm ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thì mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng bên em cũng như cái khâu bảo hành dịch vụ bên em nha. Đấy. Hàng bên em mà đi các tỉnh phía Nam là bên em sẽ đóng, bây giờ là vận chuyển rất là khó khăn. Em sẽ đóng gửi xe tải vào nhà em trong đấy, xong rồi sẽ gửi Viettel đi một lần nữa để cho nó nhanh hơn, để kịp giao hàng cho các anh. Đấy, rất mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ bên em. Xin mọi người vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em. Đấy, bên em sẽ luôn cố gắng để mang đến những cái sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt nhất cho mọi người. Đấy, mọi người dùng tốt thì dùng bền thì mọi người có thể giới thiệu giúp bên em. Đó là một cái em rất là cảm ơn và biết ơn mọi người. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, nó mưa suốt này bên em không đi lấy được hàng. Rồi chào mọi người nhé.